Anh chị, em bên chuyển phát nhanh GT ạ. Anh chị nhận hàng dương đấy ạ. Cái gì đây ạ? Người gửi có nhắn cho anh này. Hôm trước anh ta sai gửi anh một chút đồ tầm bổ sức khỏe. Hẹn anh hôm sau ở chỗ cũ nhé. Thương anh. Cái gì? Thế này là thế nào? Anh vừa xuống thẳng không? Nhưng là có nhầm lẫn mình rồi hay sao ấy? Anh không biết gì cả. Có ai ăn dụng mà lại bảo mình ăn dụng không? Thôi thôi, anh nghĩ tôi ngu ngơ, anh nhờ tôi chứ gì? Tôi chịu được quá được rồi, ly hôn. Ở đây, sẵn bài ra đấy. Anh làm chứng cho tôi. Cả chứng giấu cái này. Chúng tôi ly hôn. Chúng tôi ly hôn. Ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Dạ vâng ạ. Thế anh chị muốn chia đôi tài sản? Theo luật 59 của bộ luật ly hôn năm 2014 ấy, thì khi mà vợ chồng ly dị, tài sản sẽ chia đôi. Anh ơi, anh có giao nhầm hàng không? Có giao nhầm địa chỉ không đấy? 30 năm kinh nghiệm trong này, em chưa làm giao sai. Anh nhìn đi. Phòng 69 tòa nhà X. Đây đây nào, mai gặp nhau bạn nhé. Bên ngoài thế giới chưa cao đất dày, ở trong chim con em chất đầy. Em đây rồi, nhận hàng của anh. Sao xinh này thế ạ? Tôi tin sao bảo này thì xinh đẹp được. Sao xinh đẹp thế nhỉ? Tôi em nghỉ nhá. Em có cái gì không? Em đặt 6 đơn lọc đi. Em bảo ủy đi. Nó chết đầy đi. Được hả anh? Được rồi, không có lương thì cứ ký nhận hàng đi. Anh chưa vay tiền. Anh chưa vay tiền. Where did I go wrong? I lost a friend. Không có lương, chuyển khoản đây cũng được. Alo chị ạ, chị xuống nhá. Làm sao đây, kẻ tiếp đi, làm sao như nào? Anh biết là các anh bác sĩ đến dặn từ qua cấp cứu trong một trận động đất sản. Ôi trời ơi. Anh ơi, dụng chứng hả? Anh ngồi chị ơi, sao chị cứ cúc máy thế hả? Chị xuống nhận hàng giúp em với ạ. Người ta gọi đấy là bí thuật em ạ. Ôi, chị xuống lấy hàng giúp em còn đi giao tiếp chị ạ. Anh chị nói cho em biết một bí mật nhá. Đấy là chị bom hàng. Bom hàng? Hả? À vâng ạ. Thế chị có muốn nghe một bí mật từ em không ạ? Là gì đấy em? Dạ, trên này ghi khách hàng đã thanh toán 100.000 ạ. Chỉ cần xuống thanh toán 50.000 nữa thôi chị ạ. Ôi trời chết, chị bom hàng quen tay. Chị quên mất, đợi chị một tí nhá. Ok chị. Qua. 6 and a half hours later. Bên tay con hàng quên mất. Hàng của chị đây ạ. Lần sau mong hàng chuyên nghiệp một tí chị nhá. Chị cảm ơn nhá. Anh tỏ 50.000 nữa được không em? Mời chị. Có ai sẽ vào được địa chỉ này? Nhớ là phải mang đến nơi an toàn nhá. Ok anh, em sẽ giao đến nơi an toàn và không một vết xước. Chị ơi.